mày xài xích mà ngoài BBT một cái tao đuổi gãy cổ liền, mà không những đuổi tao cấp hợp đồng với mạng tao bao cho chắc cháu mày nữa. Tại cái danh dự mày không có, đúng không? Anh sống với mày, anh approve cái hợp đồng này của mày là vì hai chữ danh dự của em thôi. Đừng nói anh Duy Nguyễn giờ anh giàu với chị khác. Đừng nói câu này. Đừng nói câu này. Câu này là 3 triệu đó. Câu nói quyền thoại của anh là cái gì? Đúng không? Mày nghèo á thì lỗi định mệnh, đúng không? Mà cha mẹ vợ mày nghèo lỗi của mày. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Hôm nay anh sẽ ra một cái thông báo động trời. Đó là mấy em fan chân chính của anh Duy Nguyễn được phép tập trong hệ thống THOL Gym Center 400.000 một tháng. Anh dùng chữ 400.000 một tháng nha. Đó, đặc quyền nha. Cái này là nói thiệt, không nói giỡn. Vậy thì sao mới được gọi là fan chân chính? Thứ nhất không phản động, thứ hai không phản thầy, đúng không? Thứ ba không phản ghim. Vậy là ok, chân chính rồi đó. Nhưng mà không phải ai cũng được, anh phải duyệt. Tức là anh có cái nhận xét khách quan, nhận xét về bạn đó, anh đặt tu thì bạn đó mới được. Cái này á, nó xuất phát từ một cái câu chuyện thì siêu sẽ kể. Còn bình thường á, tụi em muốn có được 400.000 tháng, tụi em phải đóng cho anh 400 nhân 36 bằng 14.400.000. 14.400.000. Thì thằng em này của anh nè, nó biết được cái này, nên nó trên livestream buổi sáng của anh á, nó chưa bị lóc rồi đó, cho nó cứng rồi đó. Nó thật sự với mày, mày coi livestream anh một năm mà mày chưa bị lóc là mày cứng rồi. Wow, cái thuộc dạng cũng được rồi đó, nhưng mà không có núp lùm nha. Ở bắt coi là phải comment chứ coi núp lùm không tính. Ông có thằng kia nói anh Duy ơi, em coi anh 3 năm nè, em theo anh 3 năm rồi. Mày theo tao 3 năm mà mày núp lùm không mà theo cái gì, đúng không? Tức là coi livestream gắn headphone vô nằm nghe, không dám hỏi câu nào trơn đó. Mà nó theo anh 3 năm à, thằng em trai này nó theo anh cũng 1 năm hơn rồi đó, mà nó chưa bị lóc là thấy nó cứng rồi. Nó vô nó hỏi anh ơi, bây giờ em vay tín dụng đen FE 50 triệu, em đóng tiền tập gym ở BBT được không anh? Trời, nó nghe câu sởn cho gà mày. Nó cái gì mà chơi vay tín dụng đen FE luôn hả? Nó thật sự anh cũng chả biết FE là khỉ gì, nhưng mà anh thấy dạo này mấy thằng trẻ nó vay FE nhiều lắm. Anh cũng biết nó đúng hay nó sai, mà nó sao nha, anh không có bình luận gì FE. Nhưng mà nó, mày phải vay tín dụng đen để mày tập gym ở phòng của anh. Nếu mà anh cầm cái đồng tiền của mày á thì tao mén về chơi chó rồi. Còn nếu mà tao không cầm đồng tiền của mày á thì tao không tạo điều kiện cho mày. Não của anh xử lý trong 1/1000 giây. Anh nói là thôi, mày vay FE là mấy con mẹ gì, mày tới đây tao lấy 40-100.000 tháng, thằng nhỏ mừng lụm được cờ. Nó làm sao anh, thủ tục sao anh? Thủ tục sao tao chưa biết, nhưng mà tao chịu cái này rồi đó. Thủ tục đây chút cho lính lát tao làm sao. À, trời đất ơi, xong rồi nó cầm tiền tới thiệt mày. Nó tới em mới coi livestream của anh Duy buổi sáng, anh chịu rồi. Chịu gì? Sao tao ơ chứ a không biết gì hết. Nói là 400.000 tháng gì, 400.000 tháng đóng 3 năm em. Không, anh chịu đóng từng tháng luôn, cái gì chịu thiệt không? Yes. Xong đang tập trộn lên hỏi anh liền, ủa có trường hợp này không anh? Có, giải quyết cho em mới đi. Giải quyết làm sao? Xuống dưới đi anh ngồi nhắn tin. Làm đang đẩy ngực mà thấy mẹ ngồi nhắn tin chỉ đạo đó. Bây giờ em làm cho anh bản cam kết để con này nó có trở cờ không. Giờ bản cam kết nội dung là vậy thôi. Thứ nhất á là ok, anh sẽ chấp nhận cho em 400.000 tháng, nhưng mà với điều kiện em là fan của anh và được anh duyệt nha. Rồi vậy thì cái cách chơi sao, cứ đóng đi tới tháng giới hạn, tới tháng giới hạn trễ 3 ngày đuổi. Trễ 3 ngày đuổi, nhưng mà giờ có vẻ là nhân viên anh không chịu. Nói thôi không có trễ mẹ gì hết đó, em đòi tiền lưa trước luôn. Thí dụ như nó tập chừng 27 ngày em đòi sẵn rồi. Đó, đòi nó 400. Cái xong rồi cái nói ừ, nhưng mà anh ơi, anh tự nhiên lụm đâu lụm mấy cái kiểu cù bắp này về. Không có lời, anh lỗ chết mẹ nó, vô nó phá phòng cho coi nè. Nói phàm tao dám phá không? Nope. Thứ nhất phàm tao có chuyện thả tạ là không có, ở trần là không có, tập cái đàng hoàng. Yes. Yên tâm, chuyện đó yên tâm.
Nếu mà vi phạm đó đuổi liền, anh không nói câu nào. Trời đất ơi, anh phải tranh luận với tụi nó chứ. Anh phải làm cho nhân viên anh nó phục, nó phải nhận cái trường hợp này vô. Cái nói nhưng mà giờ anh nè, em làm sale cho anh, đúng không? Em ăn là em nhờ ăn trên số phòng game. Mà bây giờ anh nhận cái thằng này vô, em ăn cái gì? Cái đó tao cho mày ăn luôn. Cái đó cái gì, 400 anh cũng cho ăn nữa hả? Nó là cuộc đời là tao cho mày ăn thoải mái. Đó, cứ tính doanh số cho tụi em. Đó, bây giờ lỗ anh chịu. Mà nói câu vậy nó làm liền từ A tới Z, nó chăm sóc hợp đồng đồ đàng hoàng không em? Wow, cà phê mạnh dữ. Đó, vậy thì trong cái hợp đồng đó, nó đổi lại cái gì? Thứ nhất thằng em này phải thề với anh. Thề với anh nha. Nếu mà cuộc đời mày tập uống nước miếng thì thôi. Cuộc đời mày tập mà mày uống súp mà mày chỉ còn xài súp BBT một cái thôi, tao đuổi cổ. Mà không những tao đuổi cổ, mà hả? Thằng kia mà nghe không kịp mà dựng cái gì? Tao nói mày xài súp ngoài BBT. Cuộc đời mày tập mà mày uống súp mà mày chỉ còn xài súp BBT một cái thôi, tao đuổi cổ. Đó, mày xài súp mà ngoài BBT một cái tao đuổi gãy cổ liền. Mà không những đuổi, tao úp hợp đồng với mạng, tao bao cho chát chấu mày nữa. Tại cái danh dự mày không có, đúng không? Anh sống với mày, anh approve cái hợp đồng này của mày là vì hai chữ danh dự của em thôi. Mà bây giờ em chơi quá lỗi với anh rồi. Anh quốc em lên mạng cho đời em nổi tiếng luôn. Thiệt, đúng không? Còn em mặc áo gì nữa, áo gì không cần biết. Áo nuôn thì không sao. Trong đây có ai không hiểu chữ nuôn đâu. Đó, áo nuôn thì không sao, mà áo đối thủ một phát một dứt liền. Anh độc tài lắm em. Anh sống rất tình cảm nhưng anh cũng rất độc tài. Đó là người Duy Nguyễn, it's me. Nha. Còn gì nữa ta? Ừ vậy thôi. Trễ đóng bập luôn. Đừng có để. Tại vì anh đã duyệt cho em cái này rồi. Em đừng đặt anh vô hoàn cảnh khó xử. Thật sự luôn á em. Có mấy thằng nó chơi kỳ lắm. Đúng, mình xếp lớn là mình giải quyết cho nó chuyện này. Là mình phải ngồi đó mình hùng biện trước hội đồng quản trị nữa. Đúng không? Mà nó ngồi nó chơi nó lỗi với mình. Trách nhiệm đóng tiền không đóng để cho đòi hoài. Đòi hoài thôi đuổi mẹ luôn cho rồi chứ. Mấy thằng nhân viên á, làm ăn đúng giờ đúng tác phong đi, đừng có cam kết sao nói làm vậy đi. Thí dụ như mà nói em dậy sớm 9 giờ đi làm, ok. Tao đã việc cho mày 9 giờ rồi, sao tới ngày nào mày cũng 11 giờ mày mới vô không vậy? Đúng không? Mày 11 giờ mới vô, bên nhân sự nó gặp anh nó hỏi, ủa anh ơi anh việc cho Đạt đi 11 giờ hả? Thôi tao việc cho nó nghỉ mẹ luôn cho rồi đi chứ đi gì 11 giờ. Sao đi 11 giờ hoài vậy anh? Thì mày trừ lương đó. Rồi bụp nó theo quy chế công ty đi. Chứ nó xin anh 9 giờ mà. Còn 11 giờ nó phải xin khác. Đó, nó có chơi vậy không? Đúng không? Cái gì cũng vậy thôi, anh ừ với mày là anh ừ thôi. Nhưng mà còn cả một ban bệ dưới đó điều hành mà. Nó theo dõi, nó giám sát và nó làm đúng thủ tục trình tự mà ba. Nó nên trường hợp em không chấp hành đúng đóng 400 ngàn vào tháng, vào những ngày cố định của tháng gì đó là em cũng xác định em rồi đấy. Đúng không? Anh hỗ trợ em hết cỡ, anh không muốn em dính vô đường nợ nần. Anh không muốn. Anh không muốn gì tập gym thôi mà em phải đi mượn nợ ở ngoài. Đúng không? Để rồi người ta siết cổ em, người ta siết nhà em. Rồi sau này có những mảng thanh toán giang hồ đẫm máu nữa. Cái chuyện đó ai mà muốn, đúng không? Đó, nên anh sẽ tạo điều kiện cho fan của anh. Đó. Người thật việc thật, có hợp đồng, có hình ảnh luôn, không phải xạo nha ba. Đó, và anh hy vọng á là những cái màn mà anh tạo điều kiện như vậy này, là để cho tụi em tiếp thu được cái tinh hoa của thể hình. Em có điều kiện tập được cái môi trường đẳng cấp, từ đó em có được một mối quan hệ đẳng cấp. Trong đây gái nó cũng giàu nữa. Đó. Thí dụ như em sống chân thành chân thật mà nhỏ tiểu thư kia nó lỡ xấu một cái, hai đứa bay yêu nhau thôi ok mày cũng đỡ đời. Câu nói quyền thoại của anh là cái gì? Đúng không? Mày nghèo á thì lỗi định mệnh. Đúng không? Mà cha mẹ vợ mày nghèo lỗi của mày. Thế thôi. Tao hiểu luôn đó. Nó vô đây nó xin tập này nọ kia mà nó máu lửa chứ game vậy mốt xin việc làm đó hả? Thầy luôn, anh biết hết đó. Đó, anh muốn tạo điều kiện cho tụi em luyện công đi. Sau này công việc nhiều lắm, không có lo. Chỉ sợ mày không có tài với mày không có chí thôi. Làm ăn tao nói là gì, anh hùng không có ngại xuất thân. Mấy thằng miền Trung vô đây khổ thế mẹ này, nhưng mà cố gắng vẫn đổi đời. Cái chuyện đó chuyện bình thường, không ai nói cả. Tao chỉ sợ nhất mấy thằng nghèo mà làm biến mà nổ nữa thôi. Cái đó nó mới kinh.
đó. Nó bây giờ anh trân trọng giới thiệu thông báo luôn, mấy em là fan của anh á, mà tha thiết tập chỗ anh, không có tiền nó đừng có sợ mày ơi. Mày tập chỗ người ta mà cũng đóng 300 rồi, mày tập chỗ anh mày đóng 400 giữ thể diện cho anh không xuống giá được. Anh không xuống giá được nữa. Anh là được, tôi gọi là gì, áp dụng khách hàng VIP của mày luôn rồi đó. Đúng không? Nhưng mà đổi ngược lại đó, thì tôi bay vô rồi nói em là em vé này thôi, mấy anh đừng chăm sóc BT em làm gì cả, để mấy anh BT không biết vô đó bào mày nữa. Ông má bào trúng này khổ ngược, hiểu không? Đó, nên những cái việc đó, anh xử lý đôi khi nó tình cảm, nhưng mà anh phải làm cho nó phù hợp với cái bộ máy, phù hợp với cái hệ thống, với cái guồng hoạt động của BBT và của THOL. Đó, và để cho tạo điều kiện cho tụi em với 400.000 một tháng mà đóng từng tháng nữa mới lửa chứ, được free tất cả mọi thứ, nào là gửi xe, nào là nước uống, nào là khăn tắm, xà bông tắm, phòng tắm 5 sao, bồn tiểu 26 triệu, máy 80 triệu, máy 150 triệu. Và cái điều kiện căn bản nhất là cái môi trường tốt, để tụi em từ đó tụi em vươn lên và tụi em đổi đời. Thế thôi. Đó. Chứ còn bây giờ mà tụi em cứ ra ngoài giang hồ mang tiếng fan anh Như Nguyễn, mà anh Như Nguyễn không bảo kê em được cái gì, anh Như Nguyễn cũng buồn. Đúng không? Còn ví dụ như trong hoàn cảnh mẹ sống được quá, sống dễ thương quá, không có tiền uống súp nói tao một tiếng. Đâu mới tao thiệt với mày chứ, một công ty nhập súp về nhiều như anh á, thì súp lỗi thiếu cha gì. Nó thẳng ra vậy tao uống không đó. Tự nhiên cái bịch tru game kia má đó bữa đó vợ bỏ hay gì á, nó chọn cái bụp luôn. Xong bịch dưới bể, bịch trên còn, tao bán bịch trên bịch dưới tao uống chứ để làm gì. Thời luôn á, khổ lắm em. Không phải mà nghĩ thằng giàu như anh ở nhà triệu đô đi xe 7 tỷ sống cha đâu có. Tao nói thiệt, dù khi để bịch quay đi, thùng quay tự nhiên cái tao mẹ nó có đông ông tí vô ông cạp chơi vậy đó. Ông cạp sức cái mỏ luôn mày. Không, tao không phải rồi, tao lấy cái bịch bột chỗ đó tao dục ra, tao uống chỗ khác. Hôm nay cho bỏ. Nó thấy nó về súp mà gọi là lỗi á, công ty anh không có thiếu. Đúng không? Mày không có tiền uống nữa, thật sự với mày đừng ngại. Sống đàng hoàng đi, không có sợ cái gì cả. Chỉ sợ mấy thằng sống chó thôi. Nói thật cho nàng vậy đi. Cuộc đời này giờ thiệt á, kinh doanh tao thương trường này á, nó dùi dập anh tới cỡ nào. Nó thiệt á, mày tụi bay theo dõi tao lâu đi, tụi bay coi livestream đi, và tụi bay coi cách người ta đối xử với anh đi. Tụi bay hiểu nè. Đừng nói anh Duy Nguyễn giờ anh giàu đó chuyện khác. Đừng nói anh câu này. Đừng nói anh câu này. Cái câu này là 3 triệu đó. Nên á, hạn chế cái việc mà vay tiền cho những mục đích gì tầm bậy tầm bạ. Ví dụ như tụi em vay tiền làm ăn á thì nó hợp lý. Vay tiền là tiêu xài. Vay tiền đi mua iPhone. Không, em vay tiền đi mua gì? Xe máy. Không nên mấy. Cái đó, mấy cái đó là không nên thật. Đó, nên tụi em phải kết hợp với những kênh mà anh livestream bổ sung đó, để mình hoàn thiện kiến thức của mình về cách nhận thức về cuộc sống, về cách nhận thức về cuộc đời, về cơ hội nghề nghiệp, cái bề này bề kia. Đúng không? Cuộc đời của tụi em trước sau cũng dính về gym, anh khẳng định luôn. Mà đã dính về gym thì không chạy khỏi bàn tay của anh nổi rồi. Anh là dân làm ăn mà, đúng không? Anh không dám nói là một tay che trời gym này, nhưng mà trong game này anh cũng có số má giang hồ lắm em. Thứ nhất á, là trong vấn đề thực phẩm bổ sung. Thứ hai á, trong vấn đề phòng gym. Thứ ba là trong vấn đề quan hệ này ở kia. Đó, nên tụi em á, còn trẻ, tụi em cần có một người định hướng để đừng đi sai đường, đúng không? Để đừng tập sai cách và đừng xài súp sai hãng, ok? Đúng không? Tại sao phải xài súp sai hãng trong khi mình biết anh Duy Nguyễn? Mình biết anh Duy Nguyễn là chuyện đó nó quá tuyệt vời rồi. Đó, event, event này nọ, tất cả các kiểu. Tự nhiên á, anh ngẫu hứng lắm em. Anh la liếm trên mạng vậy đó. Đúng không? Anh la liếm trên mạng, tự nhiên thấy tấm hình nào đẹp, cái đăng Facebook nhà anh, tự nhiên nổi tiếng luôn mày. Tự nhiên anh cảm thấy xúc một cái gì đó, anh hay gì anh đăng. Con nhỏ gái, nó cầm ba hôn súp, hỏi giờ bóc tem em nào trước. Tôi thấy con nhỏ nói chuyện hơi phiêu phiêu nè. Nhỏ này nói chuyện hơi cởi mở nè, quất luôn. Đăng lên. Đó, nhiều khi em nó làm nghề, ví dụ như ngày bán nước hoa đi đó, thì tăng tương tác follow lên này nọ kia thì sao đây mình bán được đó. Và ngược lại á, mấy em nữ á, mấy em làm idol đó, mấy em phải vô room anh Duy, mấy em tặng quà, đúng không? Tặng quà không phải là để cho anh Duy có đậu làm gì đâu. Tặng quà là để anh Duy, để tạo tiếng vang, để tạo tiếng nem,
lấy cái đống fan của anh qua. Tại vì fan của anh nó biết anh có tiền rồi nó mới vậy nó tặng đó. Nhưng mà tụi em là con gái nó sẽ tặng tụi em. Hiểu không? Mà cái livestream của anh á là một trong những livestream nhiều người coi cho Bigo. Đó, tại vì cái đề tài nào nói cũng được hết á. Tình huống nào sẽ đi cũng được cái đó, Bigo nó không có. Đó, hiểu không? Nên tụi em là idol, tụi em cần phải có những cái cách gì gọi là đầu tư. Phản tép bắt con tôm, hiểu không? Mua súp BBT uống đẹp da đẹp dáng hơi dài vô hát cho nó hay. Đó, rồi xong rồi đó, có sức khỏe, livestream được nhiều giờ. Chứ thằng Bigo nó bào dữ lắm em ơi. Ngày em live tối thiểu 4 tiếng đâu có đủ. Đúng không? Em làm live cả ngày. Mà cả ngày vậy cần phải có amino. Nói chung là cần phải có một Duy Nguyễn bao kê súp, thế thôi. Đó, và lâu lâu nữa, mặt hàng đó, mua hàng mua cái áo THOL về mặt, bảo đảm nó độc. Đúng không? Em chỉ cần mặc cái áo THOL thêm ra giang hồ, thằng nào nó cũng biết em là liên quan gì tới ông Duy Nguyễn rồi. Liên quan gì tới BBT rồi là nó sẽ tạo ấn tượng. Và người ta vô, người ta coi, người ta tương tác rất là nhiều. À, cái đó là cái cách làm livestream. Nó thật sự kinh nghiệm sống của anh nhiều lắm. Bữa nào có dịp đi, anh sẽ chỉ cho tụi em từ từ. Chứ ngày hôm nay nói là nó không có nổi. Không có nổi đâu ông nội. Dễ ạt kìa, bây giờ muốn live Bigo đúng không? Câu tương tác không qua biết vụ ngồi tính top chưa? Anh đang top mười mấy á, cái tôi hỏi top là gì vậy? Đó, top là gì vậy? Cái nói top là độ hot Bigo hả? Bây giờ anh Duy Nguyễn top nhiêu rồi? Anh Duy Nguyễn top mười mấy. Khuya rồi, gần 3 sáng rồi. Vậy lên top 4 nghỉ nha. Đúng không? Nhưng mà nếu như mà anh biết á, thì anh bỏ tiền ra anh mua kinh rap anh ăn bảo đảm nó lên top 1 luôn. Xiền luôn. Anh chỉ cần bỏ tiền anh ăn kinh rap bảo đảm cha con cho coi ghê lắm. Dạ thắm không? Tèm. Anh chơi Bigo quả anh biết mà. Nhưng mà bây giờ khuya rồi đâu có chuẩn bị kịp, chỉ chuẩn bị một cái thôi, đếm tiền đại phát. Nó lấy đồng mấy lấy tiền ra đếm hồi tự nhiên lên top 4 mà mấy em. Bởi vì làm cái gì đúng phải đầu tư, mình cần phải có gì đó ấn tượng. Đó thì mình mới có thể phát triển trên mạng xã hội được. Mà khi phát triển trên mạng xã hội thì idol nó kiếm đậu người khác thì kiếm nem. Kiếm nem rồi để làm gì, để bán hàng online, để làm gì đó. Kiếm nem để làm gì nữa, để phát triển bản thân mình sống cần phải có nem. Em hiểu không? Thì em đi vô BBT tập chính là nem chứ lại gì nữa. Em đi vô BBT tập là em là nem. Bây giờ BBT của anh, THOL của anh nó hơn giang hồ ở chỗ này nè. Nó có một lượng fan. Mà những cái chỗ khác nó không có fan. Những chỗ khác nó chỉ có khách thôi. Em hiểu chữ khách với chữ fan là khác nhau như thế nào không? Nope. Bây giờ tất cả các em ở đây, ai mà comment được chữ khách với chữ fan nó khác nhau chỗ nào á, thì add Facebook đi anh kết bạn. Nhớ. Fan anh Duy Nguyễn, tập gym siêu rẻ 400.000, ứ nói nhiều. Yes. Đúng không? Không nói nhiều. Mình hành động một thực tiễn. Và độ chịu chi của Duy Nguyễn là rất là ok. Mà để được có 400.000 đó, anh phải hùng biện với tụi nó một tiếng đồng hồ ở trong phòng họp bên kia. Anh phải hùng biện đó, từ nhân viên của anh tới quản lý đó, tới thư ký. Anh phải ngồi thuyết trình, anh phải ngồi anh làm giống vậy nè. Anh chứng tỏ rằng anh làm việc này hợp lý. Và anh làm cái việc này anh cân bằng được quyền lợi cho tất cả mọi người. Chứ mình anh lỗ thôi. Oh really? Chứ mình anh lỗ thôi à. Nhưng mà tụi sale đó phải có quyền lợi đó mới làm nha. Chứ không quyền lợi đời đâu chăm sóc mày. Đúng không? Bây giờ mày đâu mày bỏ 400.000 cho mày đóng tiền. Mà tao không cho thằng sale nó ăn á, ông cố nội nó thèm chăm sóc mày hả? Nó không đá mày thì thôi chứ. Đó, bởi vậy cái gì phải đồng tiền đi trước, đồng tiền khô. Thế thôi, tất cả mọi chuyện trên đời đều trên quan hệ lợi ích. Và cái bánh lợi ích đó mình chia sẻ thế nào thì nó ra bài toán. Bye bye. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.